What's up guys? Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Mix It Up. Hôm nay nội dung cơ bản của chúng ta sẽ là vodka, một loại rượu được phổ biến và được nhiều người uống nhiều nhất trên toàn thế giới. Xuất xứ của vodka thì được biết đến vào những thập niên thứ 8 ở Poland Hoặc là thập niên thứ 9 có những bài sách viết lại là ở nước Nga well, Vodka là một loại rượu mạnh, không màu, không mùi, cũng không vị Được làm từ các loại ngũ cốc như bắp, lúa mì, lúa mạch Có khi được làm từ đường nữa Ngày nay thì người ta thêm những flavor vào vodka để làm flavor vodka Giống như là các bạn có thể tìm những loại vodka có flavor như là cam, chanh hoặc là raspberry Ở những nước tiên tiến thì họ có rất là nhiều người bị dưỡng với lúa mì và lúa mạch Thì không phải là dưỡng với lúa mì và lúa mạch mà dưỡng bởi gluten ở trong những ngũ cốc đó Thế là họ đã tìm ra được một giải pháp mới để sản xuất vodka là làm bằng khoai tây và ngô hoặc là bắp và những loại vodka hoặc là làm bằng khoai tây và ngô bây giờ rất là phổ biến và rất là được rộng rãi trên toàn thế giới. Để sản xuất ra vodka thì vodka phải được chân cất 3 lần qua than 30-40% đến nồng độ cồn và đó là tất cả những gì mà Hào muốn chia sẻ một chút về vodka với tất cả các bạn Vậy bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với Moscow Mule Về tập trước, Hào đã hướng dẫn các bạn làm món Moscow Mule Nó là như thế nào? Nó đã taste ra làm sao? Các bạn có thích không? À, đừng quên là để lại những comment cho Hào nhé Và để biết là Hào sẽ làm thêm những video nào nếu các bạn yêu thích Cũng như là trả lời những các câu hỏi à, Mình sẽ trở lại với ginger beer Ginger bia thì cứ hiểu đơn giản đó là soda gừng Tại vì nếu mà dịch sang tiếng Anh qua tiếng Việt thì nó là soda gừng Thì thêm gì mình có Coca-Cola, mình có Pepsi, mình có Fanta Thì là loại vị cam đúng không? Thì ginger bia sẽ là soda gừng, vị gừng Hiểu đơn giản như thế thôi Có phải là Moscow Mule rất là dễ dàng phải không? Mà một điều mà Hào muốn các bạn lưu ý đó là Moscow Mule các bạn đã không phải shake Đã không phải là shaking cocktail Mà có nhiều bạn hỏi rằng tại sao nó có chanh là citrus Mà tại sao không shaken Dễ hiểu nhất là Moscow Mule chỉ cần build ở trong cái class Nó rất là đơn giản Nó chỉ có soda, nó chỉ có chanh và nó chỉ có soda gừng Và các bạn nên nhớ là không nên add uh, simple syrup Có nghĩa là nước đường vào trong uh, Moscow Mule Có nhiều chỗ họ đi là họ, họ biết là họ sẽ add nước đường vào để cho cái vị nó ngọt hơn Không nên add nhiều quá nước đường vào Hoặc là add any một chút nào nước đường thì nó sẽ làm cho cái món cocktail của mình nó sẽ mất đi cái cái đặc trưng của nó và một điều nữa là Moscow Mule thì thật sự là có thể gọi là một trong những món cocktail dễ làm nhất mà nếu như mà các bạn ở nhà mà có house party thì tại sao không chọn Moscow Mule là một cái bucket lớn đúng không nào thì mình chỉ cần đổ thật là nhiều thứ vào nước chanh vodka và soda gừng để thành một món Moscow Mule cho cả một cái party mà mình tổ chức đúng không các bạn vậy thì tại sao không thử nào và đó là tất cả những gì mà họ muốn chia sẻ ở tập này về vodka, ôm lại một chút về Moscow Mule và họ khuyến khích tất cả các bạn hãy thử ra một cocktail bar nào đó, order thử Moscow Mule và hãy comment hãy cho họ biết là các bạn nghĩ như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe ở góc phải màn hình, share rộng rãi và để lại những comment cũng như là những chia sẻ kinh nghiệm. Các bạn muốn dành cho Hào và Hào sẽ không quên trả lời từng câu hỏi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.